Tối chả nhìn thấy cái đéo này. Quan anh nhảy xuống này. Nhảy xuống nhanh nhanh. Đang nhìn. Xoay. Ê, con nữa kia. Con mái xuống xuống này. Xuống. Đang nghiêng đầu chuẩn bị nhảy. Ấy, ấy. Stop này, stop. Này lên đéo gì. Không, chết đến nơi rồi. Dần dần nó cũng xuống. Anh Tuấn anh gõ cho con đỏ đỏ này đừng hót đi. Ngó ngó. Xuống. Nó vẫn ở đấy anh nhỉ? Ừ, đấy, xuống cái lóc đâu. Này lên. Mùi chả ghẹ nữa mà. Mùi đang nhìn những cánh nữa còn gì nữa. Đá lưỡi mà ngủ nhau thì gì. Nó đang hót đấy. Con này ngắt giọng, kéo ngắt. Lên. Rồi sao con anh Tuấn rồi đấy? Ở ngoài cánh. À. À. Bắt đầu đồng chí là lên cơn điên rồi đấy. Nhảy. Mà này gọi đi. Xong xong. Xong xong. Mồi chung ngó lên là xong. Mồi chung ngó lên là xong. Nhảy. Hình như hai con đứng cạnh nhau rồi đúng không? Cây xăng á. Mài trên ngọn luôn. Chỗ này chỗ nào hả à, em ơi? Hảo ơi. Chỗ này chỗ đồng sổ ấy. Em chỉ đường cho nó cái này. Chỗ nào mà bảo đấy. Đây anh con đang ở đây. À đây anh chạy lên đội. Anh hỏi người ta nhé, có đường rẽ lên đồng sổ nhé. Rẽ lên vườn nhãn đồng sổ nhé. Dạy gần vườn nhãn đồng sổ. Đéo nhảy nhỉ? Nhảy đến nơi. Vâng, vâng, anh ở đây gần chỗ để mà. Anh hỏi đi xong anh đi. Vâng. Con này ra dạo nó ít nhỉ? Nhưng mà đứng nuôi đứng trên kia mà giọng kinh đấy. Chỗ nó đang xây nhà đấy anh, chỗ đang xây nhà chỗ đầu đường đấy. Anh có nhìn thấy chỗ, vâng, vâng. Chỗ xây nhà đấy. Đấy, đây nè. Đúng rồi, vấn đề. Nhảy này. Cái điệu cùi cùi kia thì có mít lên này. Nhìn nó cúi đằng kia chứ cúi đằng lồng đéo đâu. Qua cúi đằng lồng. Đấy, nhảy này. Nhảy. Đấy, giọng tập này thì có vẻ hay hơn đấy, không bị ngắt rồi đấy. Giọng lúc này mới vào cơ. Giờ con mái xuống phát là thu luôn. Sao không? Ra đi cơ.